cờ rùi á, xúi con VO đó. Em chơi tắt tay với con thằng đi, nhưng mà em phải xúi nó bỏ tiền mặt xuống á. Nếu mà chơi bằng bất động sản á thì á là nó có thiệt, nhưng mà tiền mặt nó không có đâu. Em cứ chơi đi, em thánh nó bằng tiền mặt đi. Cho nên nó mới nói một câu rằng là tiền của nó không cần anh Lê Thiện. Nhưng quý vị nghe em nói cho rõ nha. Trời ơi, có những cái câu chuyện mà nghe xong rùng mình luôn đó. Có những con người mới là thật là vĩ đại, mà sống bằng cái gì? Một thứ lừa đảo cao cấp, cũng đi hút máu người nghèo, cũng chờ đợi những cái doanh nghiệp mà kẹt tiền á, cũng hốt người ta, đâu có ra gì đâu. Nó bị cũng bị ổi thối nát, tôi nói sự thật đó, đúng không? Thành ra em đi quanh nó rất là chảnh chẹ, thách đố. Vì sao? Vì có bảo kê sau lưng nha quý vị, mà không phải là ba đứa con đâu, mà bốn đứa rồi nha quý vị, chứ không phải là ba đứa đâu. Thành ra rất là chảnh chẹ. Tại vì sao? Có một anh đại gia chống lưng quá ghê luôn. Và bằng thách đố, em cứ thách đố với con hàng tiền mặt đi nha quý vị. Tôi nói nghiêm túc luôn, tôi không có nói xạo đâu nha quý vị. Còn tiền mặt á, em thách nó đi, nó bỏ xuống đi, anh bỏ cho 400 tỷ đó. Còn tài sản á thì nó có, còn tiền mặt nó không có đâu đó. Cho nên là có người chống gân lưng chống gậy, tình sâu nghĩa nặng mà. Cho nên làm sao mà có cái chuyện mà không bố láo như vậy được. Nhưng mà cuộc đời á chưa phải á là như vậy là hay đâu. Bản thân mình á cũng nằm trên thớt tới nơi bây giờ, thấy không? Cũng dày dặn lắm rồi chứ không phải là không đâu. Muốn tỏ ra anh hùng hảo hán hả? Em cứ chơi với nó đi, em thách đố nó đi, không cần chồng em lo, anh lo.